Dạ và xin chào bà con. Dạ xin chào cô chú anh chị đã đến với kênh của Tâm Vlog. Dạ chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe trong mùa dịch này nha. Rất mong là mau mau hết dịch để gặp lại cô chú anh chị. Dạ làm những cái mẫu ghe câu chung với gia đình em. Dạ bà con xem kênh nhớ bấm nút đăng ký phía bên dưới nha, để cập nhật những cái mẫu ghe mới nhất, những cái mẫu máy mới nhất em lên từng ngày cho bà con mình coi. Bất cứ lúc nào em up lên là cô chú anh chị mình thấy liền ngay tại nút đăng ký ở đây. Đó. Dạ và hôm nay em lên cho bà con mình một con ghe tầm khoảng 4,5 tấn. Dạ đi Yamaha thủy nha cô chú anh chị nha, cái máy đẹp xanh lét luôn. Dạ giá cũng dễ chơi cho bà con mình, sau núi nguyên con liền từ đầu tới đuôi. Dạ xin mời cô chú anh chị vào xem clip. Mời bà con, chúc bà con nhiều sức khỏe nha. Dạ và đây là tổng dáng của em nó đây. Ghe đẹp lắm nha cô chú anh chị nha. Chiếc này hiện tại lắp giò thôi, chưa có sơn phết gì hết. Chiếc này mà về tay cô chú anh chị mình về chỉ cần sơm dặn dặm nó dài chi tiết như là bắt chỉ đồ này kia rất là đẹp. Be liền từ A tới Ứ luôn nha cô chú anh chị nha. Đó, từng chi tiết nha. Dạ mùa dịch này tình hình ở dưới em chắc gãn phẻ phẻ rồi. Vài hôm nữa thôi là bắt đầu em tiến hành nhận ghe câu, sửa chữa, thiết kế ghe theo yêu cầu và đặt máy tốc độ. Bà con ai có nhu cầu cứ liên hệ em. Đó, ghe này với kích thước là chiều ngang 1m65, chiều dài 12m nha cô chú anh chị nha. Chiếc này cứng chắc tầm khoảng 3 tấn mấy 4 tấn được các cô chú anh chị. Và ghe này thì lái qua lăng luôn. Và từng chi tiết ghe đúng chuẩn sau núi bê liền nha bà con nha, dán sạp đầy đủ nha. Tại hiện tại trời mới mưa. Đó rồi dọn dẹp lên để bơm nước lại chà rửa lại cho nó chuẩn cây luôn. Và đây là chi tiết cho cô chú anh chị, thùng máy đầy đủ. Đây cái máy đây tên Yamaha nha cô chú anh chị nha, Yamaha thủy. Cực kỳ đẹp luôn á bà con. Đó, máy này bao cho cô chú anh chị mình từ hơi cốt nắp lóc từ A tới Z. Máy đẹp lắm, Yamaha. Dạ và tiếp tục là phía trên. Dạ như cô chú anh chị mình đang thấy đây thì phần cây cối rất là đẹp. Dạ ghe này thì công đà là 50, dán sạp đầy đủ nha, dán sạp từ A tới Z nha cô chú anh chị nha. Đảm bảo cô chú anh chị mình lên coi ghe là thích ngay. Dạ chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe trong mùa dịch này. Dạ thật nhiều sức khỏe, chúc gia đình mình an lành nha. Dạ xem kênh nhớ bấm nút đăng ký phía bên dưới để cập nhật những mẫu ghe mới nha. Ghe này thì có lái qua lăng nè, có tấp lô nè. Cần số thủy thì bà con mình thấy nó có bé xíu nha, thấy cưng lắm. Dễ thương lắm nha bà con. Dạ mũi thì dài như thế này. Ghe này về đi chở cám ra vào, đi vườn, đi chở đồ hoặc là đi câu đi chơi, ghe rất là chuẩn ghe nha. Từ A tới Z nha cô chú anh chị. Lên đây coi ghe, test ghe trực tiếp. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Dạ xem kênh nhớ bấm nút đăng ký nha để ủng hộ và cập nhật những mẫu ghe mới theo tháng. Tạm biệt, bye bye cô chú anh chị. Thay vừa ý alo với em. Bye bye bà con, chúc thật nhiều sức khỏe.